Thôi, giật không? Bự lắm hả? Bàn tay rồi. Quá đã. Căng ngát nghe các bạn. À, còn đây là đêm bự là quá đông rồi. Trời ơi. Quá đã. Thôi. Lên nè. Trời. Gì là ơi. Rớt cái nào thốn cái đó nha. Đây. Rồi cho thằng Linh tự thử. Rồi chở nó vô lại chứ, chở này vô lại đi. Chở vô lại. Trời, người chút xíu mà đưa cái vỏ đồ. Rồi hạ chạy. Chiều nhớ ra chở con về nha chú. Chị chứ mới đi câu là ông nào cũng hí hửng vậy đó. Tối về ôm đồ máu là biết cái cảnh nè. Ngồi cái này ngồi tầm 6 giờ 5 giờ chiều thôi. Lỡ là cũng chăng cũng sao rồi. Cái mặt nó biến sắc. À, nhìn như cổng trời vậy Linh. Vô đây hú nó vàng mà. Mình ra mình quay mấy anh em câu mình câu tôm nhớ các bạn. Câu cần nhỏ xíu à. Câu tôm xả sát chân cầu. Nước đeo sâu không biết nữa. Dính chưa, dính chưa? Con gì á? Cá út. Cá đầu tiên nha các bạn. Cá út nè. Mới buông cần dính cá nè. Linh, cần mày nè. À, Linh trả tiền đò. Anh em mình giao kèo ông nào lên cá đầu tiên trả tiền đò các bạn. Ừ, ai mướn lên cá đầu tiên. Một con nha các bạn. Em tuyệt vời. Hôm nay anh em mình câu chắc cả chục cần á. Dàn xung quanh cái trụ cầu luôn. Cá bò đó, con này con bò mà. Con này con bò à? Cái này con cô út hả? Này cá bò. Ê, cá bò. Con này nó khác con nãy nữa nha các bạn. Nhìn nó giống y nhưng mà cái màu nó khác nữa đúng không? Màu vàng đúng không? Cái đầu nó hơi khác xíu. Con này ở trên thượng nguồn mà. Bò này mà được nửa cổ tay là bự rồi ha. Nó anh thấy nó giật á. Cá liên tục ha. Ừ. Nay ngày của Linh mà. Mấy nhẹ thì tôm nó ăn chứ không ăn dễ dính lắm. Út nằm cho cá dính liền à. Úc vô cái gị gị liền hả? Nó tưng rồi ta. Tôm ăn từ từ. Em cầm gì sao nó tưng. Úc vô lụm vô cái là dính à. Tôm ăn nó mới nhấp. Nãy giờ như tôm không á. Tại vì thấy không có tưng mà hết mồi. Nhẹ thôi. Tôm kéo từ đều tay. Dính không? Dính à? Cái Úc à. Lên tôm cái tao cười. Trời má ơi. Ngát ngát ngát. Cá ngát bú bình. Dính này nè, dính này nè. Cái này dính hả? Dính này nè. Dính không? Dính đó, đó, ăn rồi đó, dính rồi đó. Dính đi. Cá ngát đi đàn hả? Đâu quá, lên ngát kìa. Ngát bú bình. Đó, lên luôn hay quá, bên này cá lên quá trời. Quay quả lên kìa.
Thấy không, đâu cần cần đâu. Sống mà. Cái kem đâu rồi? Anh nghi nó dính rồi mà. Cái kem của anh đó. Con cá út này bự à. Mấy con này không trời. Lên con gì? Thấy chưa, nói lên cá sát mà không tin. Nói là đủ bộ mà. Anh nói hôm nay lên 5 con là 5 con khác nhau luôn mà. Con khác nữa nè các bạn, cá sát nè. Trời ơi, ăn cám bà nội này. Vô vỏ con. Cái kiềm đâu rồi Linh? Con gì nữa? Tôm, tôm hả? Tôm. Tôm, giật, có giật không? Không lên được đâu. Bự lắm hả? Có giật không? Lên luôn đi, nhỡm gì rồi? Tôm quá trời bự luôn các bạn. Tôm má, tôm nửa ký luôn. Giật ghê. Thú hồn. Má, tôm nửa ký luôn. Hay quá. Mày nãy giờ im ha. Kêu là qua quay liền. Rồi anh chụp anh tấm hình đi anh. Con tôm nữa bạn. Bằng tay nè. Quá đã. Đây đưa điện thoại chụp hình đây. Đó đi luôn. Chụp đứng hay chụp ngang? Đứng đúng không? Quá bự. Phải. Hú hồn. Cầm đang quang nào. À, bự quá. Quá ghê. Rồi. Anh ngồi à, mẹ nãy giờ. Rồi anh âm thầm. Má, mình luôn. Mẹ từ nãy giờ luôn á trời. Ghê thiệt. Má nó giật một cái mình rút mô bên chạy luôn mà. Yeah. Hú hồn luôn ha. Quá em. Thấy không, lên 6 con là 6 con khác nhau á không? Chưa đụng hàng con nào nha. Hả? Kiềm đâu? Kiềm ngoài. Hai cây ngoài lên ngay chỗ vỏ. Hả? Kiềm. Đúng không? Đây chiều làm hai cái tôm là lời chán rồi. Em ha. Nhìn tôm hú hồn quá bạn. Em ha. À, tôm. Giặt phải. À, còn đá đi kìa. Sướng. Có động không nè, bỏ vô thùng đá không ta? Bỏ động đi, bỏ động đi. Bỏ động rớt càng á. Bỏ đá đi, cúp đá đi. Cúp đá nó luôn. Bỏ động rớt càng nó uống. À, chụp. Má tôm này đưa mượn làm tắm luôn. Má rồng nó kìa. Trời ơi. Má con này bự lắm rồi. Lấy điện thoại em làm tắm ơi. Mới lên cái xác hú hồn luôn nè các bạn. Mà ngon út á. Cái lưỡi to hơn cái mỏ đó nữa. Ướng ăn thì nó quất vô nó ngâm kiếm con cá. Hên kéo lên thay mồi mới biết bả chứ. Nằm dưới đây rồi nó kéo nãy giờ chết queo con cá luôn. Rồi mẹ phóng sinh đi. Sẽ tới nghiệp. Hẹn chừng nào nửa ký quay lại gặp tao. Dông nó tới rồi bạn ơi. Mới lên cái út nữa nè. Mới mưa, thấy mưa kia chạy lên kìa. Chạy rồi điện thoại lại. Trời ơi, Linh ơi là Linh. Con này bụng uống nu luôn Linh. Bỏ thùng đá luôn hen. Trời ơi, nó mới lên cái út hú hồn luôn các bạn. Câu dây. À, con này có trứng không? Không có trứng không? Chắc có. Hồi nãy giờ hầu như con nào cũng bù út nút hết. Nó có trứng rồi, nó có lên nó ọt trứng rồi liền à. Nó ọt ra. Có trứng là lên nó phun ra. Còn cái này, nè, bỏ trứng vào đó.
bỏ vô ấy luôn. Có dụng cần nhỏ nha. Linh à, còn nữa nha các bạn. Vô không? Cá mà mày còn cảo gì, nó xích mỏ. Là quấn trùng hả? Ừ. Anh thấy giật kịch 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 xong nó giật mạnh ha. Chị chắc dính bao nữa. Ra đứng ngoài. Không thấy chạy. Ờ thấy đảo kìa. Ôi, ngát bự. Từ lên lên lên. Dính lên. Hai quá. Ta nghi rồi. Tuyệt vời các bạn. Còn dễ đây ngâm chuồng hổ của em nè ba. Ngâm chuồng hổ em. Hồi nãy cũng con này phá lần rồi nè. Rồi. Á, à, ê con này cắn đâu à? Lấy cái tiền kìa. Á, ừ, con này cắn đâu à? Có thành quả nha các bạn. Cắn ác nha các bạn. Nồi, nồi canh chua của con Linh vô khúc. Ngắt mẹ nó lên, sao bao nhiêu bắt mới được ngắt con. Hay quá bạn ơi. Cầm đuôi nhé, bỏ vô dùng. Tôm hả? Con gì? Con gì vậy? Hổ, hổ, hổ. U hổ. Có vợ không? Con Linh có vợ chổng kìa. U, con hổ bự vậy. Anh ơi. Má hổ bạch kỳ luôn. Trời ơi. Trời ơi nền luôn. Bạch kỳ no luôn. À, con hổ đã trời. Đúng mà người ta săn cá rồi, săn nhện rồi Khánh à, phải không? Con này về nướng hả? Tự xử tiếp. Mình tự xử đi. Cái này lửng lửng hả? Quá đã luôn. Phía bên này cả luôn. Đây có cái ghe cào nữa mà. Cào một lần đi biết bao nhiêu cá. Tới rồi.